Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Tokai Kishiburo, hạ nghị sĩ, trưởng ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân Chủ Tự Do LDP Nhật Bản. Để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển thực chất hiệu quả hơn nữa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường giao lưu nghị sĩ, nhất là nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa hai nước. Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, độc lập tự chủ về kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy giải quyết các vướng mắc trong hợp tác ODA, FDI giữa hai nước. Về giáo dục đào tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, lãnh đạo cấp chiến lược, tăng cường hợp tác trao đổi học sinh sinh viên hai nước thông qua tăng số lượng các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Nhật Bản, triển khai hiệu quả thực chất chương trình giao lưu, nghiên cứu, trao đổi du học sinh. Thủ tướng Nhật Bản nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các công ty Nhật Bản đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.